Sau đây là cuộc thi thi con quay của các quay thủ chuyên nghiệp Nguyễn Khang, Nguyễn Tâm và Chi Duy hả? Đức Duy ạ. Duy, Văn Duy. Xem có bạn nào sẽ nhận chiến thắng. Bạn nào? Bạn nào không? Hai, ba. Rồi, Văn Duy chạy thôi kèn. Chạy, Thiên Tâm cũng chạy. Hiệp thứ nhất là bạn Duy giành chiến thắng. Chuẩn bị cho hiệp đấu thứ hai. Nếu mà ba hiệp bạn nào giành chiến thắng tuyệt đối là sẽ có qua được một tràng pháo tay. Thiệt tâm xong chưa? Một chưa? Xong chưa? Một hai ba. Con quay vừa bằng kỳ đã thua. Thiệt Tâm và Ken đang chiến đấu. Chúng mi vậy nhé. Rồi để xem con quay của ai sẽ giành chiến thắng. Thiệt Tâm sắp hết rồi. Thiệt Tâm sắp hết rồi. Vâng, của bằng kỳ là với bổ sung sau. Tâm đã thua. Bạn Ken đã giành chiến thắng trong hiệp 2. Hiệp đấu thứ 3 các bạn đã chuyển vào bên trong trong nhà để con nên gặt hoa cho nó chạy cho đẹp. Em những mi dây để cho mẹ thí đi. Sẵn sàng chưa? 1 2 3. Wow, lần này thì cả ba con quay của ba bạn đều chạy rất là tốt rồi. Quay của Thiên Tâm đã bị quay của Duy đấu ngã rồi. Còn lại của bạn Ken và bạn Duy đang chiến đấu rất là tích cực. Hình như hai con quay sắp là sát lại gần nhau để chiến đấu. Hấp dẫn, một trận đấu rất hấp dẫn. Cổ vũ lên, cổ vũ lên, cổ vũ lên. Sắp rất là hấp dẫn. Để xem con quay của bạn nào sẽ nhận chiến thắng đây. Và kết quả như thế nào đây? Các bạn chuẩn bị xe cố vang lên để cổ vũ con quay chiến thắng nha. Con nào là đây? Như vậy là con quay của Duy đã nhận chiến thắng. Xin mời các bạn sẽ đến với trận thi đấu chiều hôm nay, trận đấu con quay của ba quái thú rất là nổi tiếng. Bạn Chi với con quay màu gì? Màu vàng. Rồi bạn Ken, Hồ Đức Nguyên Khang với con quay màu gì? Màu gì? Đây đâu có đâu đuôi. Rồi bạn Thiên Tâm, bạn Thiên Tâm con quay màu gì? Rồi bạn Thiên Tâm con quay màu xanh. Rồi các bạn chuẩn bị cho trận đấu sắp được bắt đầu. Rồi các bạn chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lúc nào xong sẵn sàng thì nói để là trọng tài hô cái chưa. Chơi là không được ăn gian. 1 2 3. Và như vậy là con quay của Thiên Tâm đã bị thua. Và con quay của Duy đang chiến đấu với con quay của Ken. Để xem hai con quay này con nào sẽ giành chiến thắng. Đây là con quay của Ken. Và đây là con quay của Duy. Vừa chơi vừa ăn. Vậy là quay bạn nào sẽ giành chiến thắng. Dạy giá anh đã đi trong tay quan sát này. Cố vũ lên, cố vũ lên.
Và như vậy là con quay của bạn Duy đã dừng. Và con quay của bạn Ken vẫn đang còn chạy tốt. Và chiến thắng ở trận này đang thuộc về con quay của bạn Ken Nguyên Khang. Xin một tràng vỗ tay.